Trước tiên, ta phải hiểu rằng cõi thần các vị không ăn, nhai như người riêng mình. Các vị xúc thực thông qua mùi hương, tức là những gì phát ra mùi thơm thanh tịnh. Nên đó là lý do chúng ta không nên cúng mặn, vì cúng mặn thì mùi tanh hôi và oán khí của sinh vật rất nhiều, đó là các đồ bất tịnh. Đồ lễ cúng thì nên là đồ tính dương, thơm, nóng. Ví dụ như là hoa quả dâng cúng thì không nên chọn các loại quả đang còn xanh non. Các trái cây thì là trái cây chín, các ngài đến thụ lộc luôn chứ không phải lúc nào cũng ngự trên bàn thờ để đợi hoa quả chín, bởi vì mai thấy có rất là nhiều gia chủ cúng nguyên nải chuối xanh. Hoa thì ưu tiên các loài hoa thơm như hoa sen, ly, hồng, lay ơn. Lưu ý là không chĩa gai nhọn của hoa vào thẳng bàn thờ. Đồ lễ thì tùy tâm, nhưng các gia chủ lưu ý buổi sáng các gia chủ nhớ thay nước sạch, có thể pha thêm trà, cà phê ấm nóng thì càng tốt, sau đấy dâng nén nhang sạch, xông nụ hồ lô để kích hoạt dương khí trên bàn thờ, tịnh hóa trường khí âm sau một đêm dài. Nhiều gia chủ nghĩ rằng nhang không quan trọng nên chọn loại nhang nào cũng được. Nén nhang bản chất là cầu nối tâm linh, khởi nhang lên là các ngài đã cảm ứng thông qua làn khói nhang rồi. Nén nhang hóa chất độc hại, thắp lên cay mắt gắt mũi, tác động trực tiếp vào xúc giác của chúng ta, thì nhang đó càng thắp lên càng tụ trường khí âm. Các gia chủ giúp mai là chọn các dòng nhang sạch, hương thơm thanh tịnh, tỏa khắp nơi thờ cúng, nhang không cuộn tàn, giúp tịnh hóa được trường khí trên bàn thờ. Nếu gia chủ nào muốn thỉnh nhang sạch thì có thể thỉnh qua mai. Đây là dòng nhang sạch của bên mai, hương thơm hoàn toàn thanh tịnh, từ nhang đến chân nhang tất cả đều hoàn toàn nguyên chất, không nhuộm màu. Và khi các bạn thắp lên nén nhang này thì thứ nhất giúp tịnh hóa được trường không gian rất là tốt, thứ hai là nén nhang cháy rất là lâu, từ 45 đến 60 phút, và lưu hương rất là thơm, lâu bàn thờ rất là thơm và tỏa ra cái mùi thơm rất là thanh tịnh.